cả lên bờ, sức sức cờ bà con đấy đổ đấy. Dạ. À, hôm nay mình sẽ cho bịt ra đồng thử xem là làm thế nào các bạn nhé. Mà cần phải xịt bịt các bạn. Còn bầu à, chơi nhiều bạn. Thôi, bịt đứng đây để anh chơi thiếu nhá. Trời, lâu lắm. Mình đụng vào cắn gấu đấy cá chưa, đấy cá chưa, đấy cá chưa, cho ăn rưỡi mà vẫn cắn à, ui người đồng có vui không, rộng mênh mông chưa, bắt cái gì ăn nhé, được không bịp, được không, bịp đứng đỡ để anh đâm tiếu cái đấy nhá, ừ, thích chưa, chưa bịp, à, đứng đỡ nhá. Bây giờ mình đâm dừa các bạn nhé. Ý dài. Đến giờ các bạn nhé. Điệp đứng nữa nha. Điệp đứng nữa nha. Được không? Hãy bịp đi. Đấy, phải nói cả anh lên khách. Tôi ngược sáng với khách nhỉ. À, hôm đầu tiên Tết một cái. Dù hôm qua không bằng bữa đầu tiên Tết. Mày do đẹp hơn đúng không? Thôi ra lấy giấy thôi. Một đoạn dây này các bạn nhé, để mình sẽ bay hết luôn, gió không đang thì lần đầu tiên nó ra người đồng thì nó sợ các bạn nhé, bịp có sợ không, bịp sợ không, bịp sợ không, nhìn cái mặt sợ đấy. Đây có một cái hồ, cái thùng các bạn nhé, và khá nhân nằm các bạn. Về mình lấy cái vợt để mình vợt cá thế này cho bịp ăn các bạn nhé. Bây giờ mình lấy cái vợt này các bạn nhé. Đấy. Cái vợt này mình vợt cho bịp ăn các bạn nhé. Mình xem. Ơi sán à, sán lại cái cọc cái này, cột cái này, dầm ra đây các bạn nhé. Đây sán diều này đây, nhẹ hả, nhẹ nhưng chắc cũng không rơi được, cầm điện thoại cầm mấy quay đây, xịt chúng ui nặng chứ. Kìa. Kìa. Kéo được không? Chắc không kéo được. Có được cái gì không? Bộ phải tát cái gì rồi. Yêu lắm, lắm tiếp, lắm tiếp. Hai con đúng không? Có con gì không? Đâu có cái ốc gì nữa. Ốc này mà nó ăn được mà. Ốc bìu. Ốc bắt hai con đi cho bịp đi, bắt hai, bắt hai con đi, bắt hai con đi, bắt hai cá đấy. Đâu đây nè.
Kia mình bịp đây không? Bắt mang lên đây thì nó nghe không? Con đâu nào? Dứa đây, dứa đi. Dứa đi. Sao nào? Để ném đi. Ôi, bịp sợ. Anh phải thấy nhờ. Thấy chứ, bịp thấy chứ. Đấy, diều yếu gió rồi các bạn nhá, rơi. Đấy, mình phải dừng video để mình cộn các bạn nhá. Đấy, bắt được một ít con sức sức cờ về cho con bịp các bạn nhé. Sức sức cờ hay còn gọi là cá ba chấm các bạn này. Trong miền Nam gọi là cá sặc các bạn. Cá rô phi. Khánh vẫn đang bắt các bạn. To không? Cá nhảy cá lên bờ. Sức sức cờ bà con. Đấy đổ đấy. Dạ. Ừ, muốn bắt thêm một cái nữa. Ừ, mẹ đi được nhiều quá. Con cá hồi nãy của bác có nhìn thấy nhảy à? To đó. Cái to. Vọc ngỡ bờ cũng được mấy con. Nhiều không? Ông bảo nhiều hơn ạ. Sức sức cờ. Thằng Huy để thằng Huy lại. Đây, nạt vào đây để mang về cho mình bịt các bạn nhé. Nhảy từ trên bờ xuống à? Ê, về bịp nha. Bịp rồi về nhà rồi các bạn nhé. Hắn từ lúc thả ra rồi hắn đi chơi, bây giờ về già cái đầu nó nâng hú lên. Đấy, mình bắt cho nó một ít cá này các bạn nhé. Thôi để cho một quả trứng này dự trữ được khi nào đói bụng này ăn nữa này. Thôi bịp ăn nhé. Bye bye bịp nha.